Xin kính chào các thượng đế. Bây giờ là 17 giờ 35 phút. Hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 2023. Bản của mình lại đang lắc rắc mưa. Nắng mưa là việc của trời, tương tư là việc của tôi yêu nàng. Xin thưa với lại các thượng đế trên dải chữ S, đã có một người anh em yêu chiếc đài Sony có model CFS 710S gì. Thế nhưng nhu cầu của người anh em nhu cầu của người anh em chỉ có để nghe radio và live in. Thế nhưng mà yêu cầu nhu cầu là có anh thế là mình cung cấp cho một chiếc đài Sony CFS 710. Thế còn yêu cầu của người anh em là radio phải chân văn nét, phải trong veo, đèn FM stereo phải nổi lên, trong quá trình dò sóng phải dễ dò sóng. Còn như người anh em bảo là xem video của mình nhiều, nếu mà trong quá trình mà dò sóng ấy mà khéo tay mới dò được sóng thì fan đình đáp, chứ người anh em không yêu nhá. Kính thưa các loại đài trên quả đất này, nếu như radio mà dò bằng tay nhá, dò bằng tay, dò cơ đấy, dò bằng tay mà khéo tay mới dò được sóng thì người anh em bảo dứt khoát là không yêu. Mà nghe lời lão nông là chỉ có fan đình đáp, những chiếc đài đấy chỉ có fan đình đáp thôi. Thì bây giờ xin thưa với lại các thượng văn đế, có một sản phẩm đúng theo nhu cầu, đúng theo yêu cầu của một người anh em có cái bụng tốt ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, quê hương của chị Hai Năm Tấn. Cái cục máy này mình cung cấp đúng theo yêu cầu là chỉ để nghe radio và live in, băng cassette người anh em không nghe. Đấy, bởi vậy phần băng cassette, phần bộ cơ, hai bộ cơ đây là hỏng rồi, motor mình lấy ra rồi nha. Đấy, nhưng mà radio thì băng sóng FM là đạt được ở cái mức độ là chân văn nét, đèn FM stereo nổi lên, âm thanh trong veo nhá, trong veo, ao thu lạnh lẽo nước trong veo. Đấy. Nguyên một cái cục máy này mình cung cấp với một mức thóc đệ nhất thiên hạ rẻ 550.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Bây giờ trân trọng mời các thượng văn đế chúng ta cùng nội soi phên vỉ vỏ nhá. Đây là mặt tiền Sony đây, CFS 710 đấy, mặt tiền đây, chân đây, đấy, chân đây, đấy, chân đây, đấy, chân vàng đây. Đây. Đấy, hai bộ cơ này là hai bộ cơ hỏng nhé, hai bộ cơ hỏng, nhưng mà phải lắp vào để cái cửa băng này nó như thế này thì nó mới đẹp nhá. Hai bộ cơ này là hai bộ cơ hỏng. Đấy. Đấy. Đầu tư cũng lấy ra rồi, đầu tư lấy ra rồi. Đầu tư bên đây, đầu tư bên đây thì vẫn còn. Đấy, đầu tư bên đây nó đây là đầu tư bên đây cũng chưa mòn đâu, chưa mòn đâu. Thế nhưng mà cái đầu tư này mình nhiều quá rồi nên là không cần thiết phải lấy ra. Nên cái đầu tư bên đây là phải lấy ra nhá. Đấy. Bây giờ xoay đến bên trong. Đây. Đây là cái chân ốc, cái chân ốc để lắp vỏ máy bị gãy mất một chân ốc, bị gãy mất một chân ốc. Còn đây là bộ cơ tháo ra hết rồi. Đấy, bánh răng, bánh đà các thứ tháo ra hết rồi, motor tháo ra hết rồi. Đấy, lắp vào để cho nó giữ cái cửa băng cho nó đẹp thôi. Hai cái bộ cơ này hỏng hết rồi. Nhá, tất nhiên là không phải là hỏng hết. Thế nhưng những cái bánh răng này mình cũng nhiều, mình chẳng lấy ra làm gì nữa nhá, chứ ở trong này thực tế ra còn rất nhiều đồ mà lấy ra được. Thế nhưng mà lấy ra thì mình nhiều quá rồi, lấy ra nó cũng chẳng giải quyết cái gì cả nhá. Đây một cái chân ốc này thì còn này, một chân ốc này, hai chân ốc này, ba chân ốc này, đấy, chân giữa này, bốn chân ốc. Tức là cái đài này được nhà sản xuất Sony thiết kế bắt 50 con ốc vít để giữ máy nha, thì gãy mất một chân thì còn có bốn chân thôi nha. Đấy. Bốn chân cũng chắc nha, vững như kiềng ba chân, ba chân đã chắc rồi, thế mà lại còn thêm bốn chân, và đặc biệt là chân giữa thì tuyệt vời lắm nha. Ăn nhau là cái chân giữa mà kém thì nhiều lúc nó nghĩ nó tủi thân, nó buồn cái cuộc đời, nhiều lúc mà nghĩ chỉ muốn gọi là úp mặt vào hai bàn tay, mẹ khóc rưng rức mấy ngày mấy đêm về cái chân giữa, chứ đừng có đùa. Đây chân giữa đây. À. Đấy, chân giữa đẹp chưa, to chưa? Đấy, chân này. Cái vỏ đằng sau thì lại không bị gãy chân. Đây.
Đấy, vừa hàng sau thì không bị gãy chân. Vừa hàng sau. Đấy. Người anh em ở Thái Bình yêu cầu là cung cấp cái cục máy này với một mức thóc đệ nhất thiên hạ gì ạ? Thế nhưng mà hai cái rãnh để lắp loa nó vẫn phải còn tốt. Về tại vì người anh em có loa rồi, về để lắp loa vào. Đây. Vẫn còn tốt, không bị sứt mẻ gì cả nhá. Anten đầu nhựa, anten zin. Anten này mình mới bán hai chiếc về Thái Bình. Cả chân anten cả ốc luôn, cứ 50.000 một cái anten như thế này đầu nhựa này. Nhá. Đấy, nắp pin cũng còn. Đấy. Bên đây nữa, bên đây hai cái rãnh này để lắp lắp loa vào đây. Đấy. Đấy. Vẫn còn tốt nhá, vẫn còn rất chi là tốt, không bị vỡ mủng gì cả. Để gọn sang đây. Bây giờ xoay đến phên vỉ. Bộ phên vỉ này đã được ký tên Khang 1861. Mình nhìn thấy cái chữ Khang 1861 này mình biết ngay đây là hàng chất lượng cao, high quality. Đấy. Về phần điện cấp cho băng cassette 2 con điện trở này vẫn còn zin. Đây. Đấy, đèn này. Đấy, hai điện trở phân áp còn zin màu xanh này. Đây. Chiếc áp về vẫn còn có cái độ sáng của nó, vẫn còn có độ sáng trên này vẫn có vàng vàng. Đấy. Không có lẹt xoẹt gì cả. Đây về phần radio. Radio đây tụ xoay zin đây, chạy 1 IC. Đấy. Bây giờ xem những mặt dưới nhá, xem mặt dưới xoay cái ngàn vàng cho nó sung sướng. Đây. Chỉ có anh sạch vẫn đẹp. Chỉ có anh sạch vẫn đẹp. Đấy, chỉ có anh sạch phần đẹp. Đây này, đây là cái chỗ vết hàn của cái con đèn mà cấp điện cho phần băng cassette đấy. Đúng ra là cái phên này là để lắp những cái bộ cơ vào chạy băng cassette, thế nhưng mà vì cái phên này nó nét lắm. Thế mà người anh em yêu cầu thì gửi luôn cho người anh em cái phên này. Này. Radio không có đảo bới sơi lộn gì cả. Không đảo bới sơi lộn gì cả, thế mới thích. Để kiếm được một chiếc đài Sony 710 phên vỉ như thế này không phải là đơn giản. Trên thực tế có rất nhiều chiếc đài mà phên vỉ bét nhè ra rồi nhá, bét nhè rồi, thế nhưng mặt tiền thì cứ bóng nhẫy, nhưng bên trong phên vỉ bét nhè này. Còn đây là bộ nguồn của đài Sony 710 GHz thì được nhà sản xuất Sony trang bị cho cái phần công suất gắn liền với lại nguồn nhá. Đấy, gắn liền với nguồn luôn. Đây công suất, đây cái thằng cu quan này là IC công suất, tên của nó là LA4620. Đây cái thằng cu quan này này, đây là 4620. Đấy. Đây cái thằng cu này dắt ra tay phone. Dắt ra tay phone. Đấy. Biên áp này. Sướng không? Đấy. Cầu chì zin. Cầu chì màu này là cầu chì zin này. Đấy, cứ màu xanh đỏ tím vàng nha. À, điện trở là đen đỏ, đen đen không đâu, một đỏ, hai cam, ba vàng, bốn xanh lá, năm xanh dương, sáu nha. Đã được ký tên Khang 1861. Chất lượng cao, high quality. Đấy. Đấy. Bộ phên vỉ sạch đẹp như thế này. Đấy. Chỗ này vừa mới phải hàn lại với cái chỗ rắc tay phone này, nhiều khi là cái cắm rắc xong rồi là lay đi lay lại, nhiều khi nó lòng môi hàn nên vừa phải hàn lại. Chân IC cũng vậy, chân IC có một số chân là phải hàn lại, còn một số chân là không hàn lại. Đây này. Đấy. Phải dùng cái kính lúp để nội xoay. Chỗ nào mà cảm thấy bất an nhá là phải hàn ngay, để tránh cái trường hợp đêm dài lắm mộng. Đêm dài lắm, thức đêm mới biết đêm dài. Thế mà khi mà đêm dài mà lại còn lắm mộng nữa thì không ổn nhá. Nếu như bóc tách ra, thông thường mình vẫn bán 350.000 bộ phên vỉ như thế này để nghe radio và đường line in, bộ equalizer hoạt động bình thường nhá. Radio thì băng sóng FM là Trần Văn Nét, bắt được rất nhiều đài. Đèn FM stereo nổi lên âm thanh trong veo. Băng sóng AM bắt được một sóng con chú con bác với lại Trần Văn Nét. Là 350.000 cái bộ phên như thế này. Bộ nguồn và IC công suất như thế này mình vẫn bán 200.000. Là 500.000 đồng. Cộng với lại 50.000 tiền anten là 550.000 đồng nhá. Thế mà lại còn gửi thêm cả cái vỏ này, cả cái bộ vỏ để lắp vào mà. Chứ còn mình bán rời được, mà xưa nay mình vẫn bán 200.000 bộ này, 350.000 bộ này, 50.000 cái vỏ là vừa đẹp. Thế còn cái vỏ này là đúng ra là tính là không tính tiền, chứ còn bán phần lẻ này là tính ra là đã 550.000 đồng rồi nhá. Đấy,
Qua cái video này thì có thượng đế nào mà không có nhu cầu nghe băng cassette, chỉ có nghe radio và đường line in thì liên hệ với số máy 0368888479, một cái cục giữa nhá, không có loa, một cái cục giữa của đài Sony 710SC. Trân trọng gửi tới các thượng đế trên giải chữ S. 550.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển, cũng đã vệ sinh rồi nhá, về chỉ cho nó ăn điện trong đấu loa vào là nó rên lên thôi. Thôi xin phép dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup. Còn đây thừa hai cái loa. Thừa hai cái loa mà không biết có đạt tiêu chí Mỹ loa không nhá. 600.000 đồng hai cái loa này nhá. 300.000 một chiếc cả thùng.